Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn code VBA cực kỳ đơn giản để insert một cái dòng mới dưới dưới từng dòng có dữ liệu. Ví dụ ở đây mình có cái cột dữ liệu gốc, ở đây có cột AB là tất cả dữ liệu liền nhau. Bây giờ mình muốn insert dưới một cái dòng có dữ liệu này một dòng trắng kết quả như hình ạ, thì chúng ta làm như nào? Đây các bạn lưu ý dữ liệu của mình rất là nhiều nên làm thủ công không thể, đây là hơn 1.000 dòng ạ, nên là thủ công rất là lâu. Thì mình giới thiệu trước hết, mình giới thiệu cái code VBA, mình sẽ chạy trước cho các bạn. Đây mình sẽ phần nguồn mắc code, mình sẽ chạy các bạn. Đây là 1.000 dòng nên là các bạn đợi trong lát. Đấy, ok dạ, tất cả dữ liệu được. Khi insert nó xuống thêm là gì ạ? Thành 3.000 dòng rồi. Đúng không ạ? Code VBA ở đây cực kỳ đơn giản. Thì các bạn chạy gì ạ? Từ dòng lưu ý này, khi mà insert ấy, các bạn phải lưu ý này, cho cái biến y chạy từ dòng cuối lên ngược lên trên. Sau đó chúng ta mới cái gì ạ? Dùng dòng lệnh insert. Ở cái sheet trước mình giới thiệu các bạn code VBA để gì ạ? Insert từng dòng mới xuống dòng với từng dòng có dữ liệu. Ngoài cách dùng VBA chúng ta có một cách khác như sau. Ở đây mình lấy ví dụ là gì ạ? Có 11 dòng dữ liệu thì có chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn gì ạ? Copy cái số thứ tự này xuống, được chưa? Sau đó các bạn gì ạ? Dùng sort and filter. Đấy, rất đơn giản. Cách vậy làm sao để xóa những con số này thì đơn giản như sau. Chúng ta gì ạ? Vào chọn filter, chúng ta gì ạ? Thì hiện những dòng trắng, được chưa? Sau đó là gì ạ? Chúng ta thì quét những dòng này, chúng ta ấn nét đăng, các bạn chọn visible cell. Đấy, sau đó chúng ta gì ạ? Chọn delete, cuối cùng gì ạ? Chúng ta nhả gì ạ? Filter ra. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.